Hello, chào mừng tất cả các bác và anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Tuấn Audio. Và theo như yêu cầu một vài anh em gần đây là có yêu cầu bên em nên một dàn karaoke trị giá là 25 đến 26 triệu. Thì trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác một dàn combo karaoke giá rơi vào khoảng 25 đến 26 triệu nha các bác nhá. Và đặc biệt bộ này giá chuẩn của em nó là 25.500.000 các bác nhá. Và các bác đang được nghe tiếng nhạc ở trên dàn karaoke đang đánh đầy đủ từ A đến Z, có đuôi loa này, con đẩy này, có vang này, có mic này, thế là đã đủ hát karaoke rồi các bác nhá. Và cũng không để anh chị em chờ lâu thì ngay trong video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một. Và rất là mong được sự ủng hộ của các bác đi qua hoan hỉ cho bên cửa hàng em xin một like và một đăng ký kênh các bác nhá. Đấy, dàn nhạc đang được đánh trực tiếp trên chiếc loa B3 thương hiệu của Đức nha các bác nhá. Đây là một trong những cặp loa bãi này, rất là ok luôn. Đây là nhạc Vinahome. Còn bây giờ em sẽ đánh nhạc nhẹ hơn một xíu. Rồi, các bác có thể nghe rõ từng lời một phải không ạ? Với một dàn combo karaoke thì không thể nào thiếu được một đôi loa. Thế nên là ngày hôm nay bên cửa hàng em có mang ra một đôi loa bãi B3. Các bác nhìn thấy thương hiệu B3 chưa? Đây là mã của chiếc B3 này là X12i các bác nhá. B3 X12i. Và đằng sau thông số chi tiết của cặp loa cũng đã được nhà sản xuất đấy ghi đầy đủ rõ ràng này. Mã là X12i các bác nhá. Đấy, dòng chữ rất là tuyệt vời. Và bên em dám khẳng định đây là một trong những cặp loa gọi là chất lượng, rất là chất lượng các bác nhá. Với công suất này yêu cầu là 300W, độ nhạy là 95 dB, điện trở kháng 8 ohm, cân nặng là 27,5 kg một cái thùng loa như thế này. Đấy, và tần giải từ 45 Hz đến 18 kHz các bác nhá, rất là tuyệt vời. Với một thiết kế là kiểu thùng cân thon dài này, bác nào mà thích sự thon gọn thì đây. Đấy, rất là đẹp. Mặt trước e căng này rất là cứng chắc luôn. Với những cái thương hiệu của Đức thì anh em không phải bàn, nhạc rất là hay. Và anh trên đôi loa nghe những tiếng chum nghe rất là hay. Và bỏ qua dòng B3, dòng loa B3 này thì chúng ta sẽ đến với cục đẩy. À đấy, quên chưa báo giá cho các bác và anh chị em. Giá của cặp loa B3 hiện tại bên cửa hàng em Tuấn Audio đang bán với cái giá là 16 triệu các bác nhá. 16 triệu. Giá rất là đẹp. Cho anh em nào mà có đam mê muốn nghe những loa thương hiệu của Đức, 16 triệu một cặp loa nhá. Và tiếp theo là một con đẩy 2 kênh đến từ thương hiệu Martin Audio. Đấy, mã là TD2800. Thì với những dòng này, cho nhỏ nhỏ nhạc xuống xíu các bác nhá. Với những cái con đẩy này thì với công suất là 800W trên một kênh. Đấy, thì sẽ đáp ứng đầy đủ được cho cặp loa cũng như là cặp súp nhà mình. Đấy, giá cả cực kỳ là ưu tiên. Và với xin lỗi các bác, em có điện thoại một xíu. Xin lỗi các bác một xíu nhá, là giá của con đẩy này ấy, thì hiện tại bên em đang bán là 5 triệu. Đấy, trong cái dàn karaoke với mạch công suất là mạch TD, công suất là 800W trên một kênh. Thiết kế là size 2U màu đen này, rất là nhỏ gọn. 800W trên một kênh, đây là đánh ở cái chế độ 8 ohm các bác nhá. Thì những cái dòng mạch TD này thì nó chạy rất là thoáng, rất là mát mà không có kêu. Đấy, khi mà các bác vặn to hết cỡ lên thì cặp loa nhà mình nó cũng không bị xè. Đấy, không bị sôi. Đấy, nó chỉ đánh những cái mạch công suất TD như thế này thì giúp cho cái dàn karaoke ổn định hơn. 800W trên một kênh. Và tiếp theo là một con vang số X3. Đấy, vang số thì các bác biết rồi. Với một dàn karaoke muốn hay thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng những con vang số. Với dòng vang số X3 này sử dụng chip đến từ châu Âu, đó chính là con chip Analog Device 21375. Đấy, một trong những cái con chip xử lý tiếng rất là hay và nhạy. Với vẻ đẹp của một chiếc vang số X3 thì các bác có thể thấy đây là thiết kế pha lẫn màu đen và màu trắng này.
Giá bán tại cửa hàng em Tuấn Audio đang bán là 2 triệu đồng. Đấy, 2 triệu đồng cho một dàn combo như này các bác nhá. Giá cực kỳ là đẹp cho anh em. Đấy. Và cuối cùng là bộ mic karaoke BioVirus của TNZSA, mã là TSK6S. Đây em zoom vào gần cho các bác xem hơn. Đấy, với cái thương hiệu của BioVirus thì các bác biết rồi, tiếng rất là hay. Tiếng mic cho chúng ta một cái chất rất là êm. Và tầm bắt xa của bộ mic, khi mà có hai cái dâu mic này giúp chúng ta bắt xa 100m đấy, thoải mái làm sự kiện. Và những anh em mà đang mua những bộ mic làm sự kiện này thì có thể là comment xuống bên dưới cho em Tuấn Audio biết là những bộ mic này nó rất là hay phải không ạ. Đấy, tổng thiệt hại của bộ mic này nó là 2.500.000 các bác nhá. 16 triệu một cặp loa này, 16 triệu một cặp loa B3 đến từ Đức này, 5 triệu con đẩy này là 21 triệu rồi phải không ạ. Cộng với 2 triệu rưỡi là 23.500.000. Cộng với con vang này 2 triệu nữa là 25.500.000. Đấy, giá rất là ưu đãi phải không ạ. Và bên em cũng đã bán rời những cái bộ phận như kiểu bát loa, bán rời những cặp loa này, hoặc là những con đẩy, những con vang và những bộ mic bên em bán lẻ các bác nhá. Bên em có xé ra để bán lẻ để phục vụ cho các bác và anh chị em. Và bên em chỉ có một cặp loa B3 duy nhất này thôi. Bác nào nhanh tay thì múc luôn cho em. Đấy, giá rất là đẹp. Hàng bãi, và cam kết và khẳng định với các bác và anh chị em, hàng bãi chuẩn 100% các bác nhá. Hàng cực kỳ là xịn và chất lượng. Đấy, với một bộ combo như này mà giá chỉ có 25.500.000 thôi. Nếu mà các bác nào lắp đặt bán kính 50km quay đầu thì bên em sẽ lắp đặt miễn phí các bác nhá. Nếu xa hơn thì các bác thêm tiền xăng xe cho bên em. Đấy, bên em cũng sẽ đi đến tận nơi setup cũng như là giúp các bác lắp dàn karaoke cực kỳ là hay, cực kỳ chất lượng nhá. Và bên em cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em nhá.